có giỏi thì nói về người vô gia cư và những tệ nạn ở mỹ đi thì mình thấy mình đâu có giỏi gì đâu nhưng mà trong video lúc nào cũng vậy hết á mình đưa ra những nhận định và những cái mà trải nghiệm gọi là công tâm nhất và nó thực tế nhất. giống như mình từng chia sẻ rằng á nước mỹ không phải là thiên đường nhưng mà đối với mình á là nơi rất là đáng sống nói về nạn vô gia cư hôm nay lẽ... có rất nhiều những cái video để chia sẻ rồi rằng á là thật ra chính phủ có những cái ngôi nhà cho họ để ở nha các bạn nhưng mà lý do tại sao họ lại dọn ra bên ngoài và ở những cái nơi nhiều như nhiều nhiều là ở cali lý yeah. do là ở nơi đó nắng ấm nè nó không có phải lạnh giống như là cái bang mình đang sống bang mình mà nhiều người vô gia cư như vậy chắc là cũng sẽ là chết sớm thôi tại vì mùa đông rất là lạnh và yeah. nói tiếp theo tại sao họ lại chọn cuộc sống như vậy đa phần họ sẽ là những người mà gọi là nghiện ngập với các bạn hút chích ở bên mỹ có nha và những người giống như là họ cũng bị thần kinh nữa thì họ chọn cuộc sống như vậy để được cái sự tự do không có phải là sự ràng buộc của chính phủ qua đó cho thấy thêm một điều đó là đất nước rất là tự do con người được quyền lựa chọn cái gì gì mà họ mong muốn chỉ là nói đến những động vật hoang dã giống như mình từng chia sẻ rất nhiều video là về những con vịt trời nè con nai này. nếu như mà không có được giấy phép chúng ta cũng không được quyền săn bắn nếu như chúng ta làm mà không có đúng luật á chúng ta sẽ bị phạt thậm chí là ngồi tù một đất nước vô cùng tự do nhưng mà lại có những cái quy định rất là nhân văn rất là hay luôn thì mình nghĩ rằng mình nên chia sẻ những điều tích cực này đến cho mọi người Còn bạn nào mà đang sống thật sự ở mỹ cho mình xin ý kiến những điều mình chia sẻ đúng hay không nha